Điều đầu tiên cho tôi được xin chúc các anh, các chị, mọi người lời chúc đầu năm trên nền tảng là thừa ủy quyền của trường PA. Và thứ hai là với tư cách là cá nhân thì xin có vài lời từ tấm lòng của mình xin chúc các anh chị một cái đoạn đầu năm một chút, sau đó chúng ta sẽ thảo luận để sao cho giống như truyền thống chúng ta đã làm sao cho thật có ích cho một cái buổi đầu xuân với tư cách là khai bút cũng được, khai học cũng được, mà ở góc nhìn khác là khai giảng cũng được. Bởi vì cái khái niệm năm á, nó nhiều khái niệm lắm. Và bây giờ thì xin phép các anh chị cho tôi bằng một cái sự trân trọng nhất là xin có một phần chúc chính thức từ phía trường và phía cá nhân tôi. Kính thưa anh Nguyễn Công Trọng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Điều hành trường PA. Kính thưa các anh chị nhân viên của trường PA. Kính thưa các học viên của trường PA. Kính thưa các nhà quản lý, các nhà lãnh đạo, các công ty tham dự tất cả các khóa học của trường trong suốt 7 năm qua. Hôm nay trong không khí ấm áp của tiết trời, sự an lành vui tươi của ngày đầu xuân, của một mùa xuân, của một năm mới, chúng ta gặp mặt tại đây. Thay mặt cho trường PA, thay mặt cho chính bản thân tôi, xin kính chúc các quý vị và gia đình một năm dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui, thành đạt và luôn hạnh phúc trên mọi mặt của cuộc sống. Cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành, một sự chân thành nhất đến tất cả các quý vị đã góp phần để lại một mốc son tích cực nhất trong suốt 7 năm qua. Với một mô hình đào tạo hiện đại, linh hoạt, chất lượng cao, trên cơ sở một triết lý đào tạo khai phóng rất hiện đại. Kính thưa quý vị, có được những thành tựu về nhận thức, về thực tiễn, về hiệu quả mà báo cáo của trường PA với tư cách là giám đốc của trường Châu Anh Trọng đã báo cáo trong cái buổi tổng kết của các khóa học, thì đó là sự cố gắng không mệt mỏi, sáng tạo và tình yêu nghề nghiệp của giảng viên, của toàn thể trường PA, và đặc biệt là sự nỗ lực đến cảm động của các anh chị học viên. Một mùa xuân vui tươi đang đến từng nhà, một mùa xuân hạnh phúc đang về với mỗi chúng ta. Một lần nữa xin chúc Tết quý vị, chúc PA trở thành một mái nhà chung đoàn kết, tràn đầy tình thương và trách nhiệm, mỗi ngày thêm một niềm vui, cùng hành trình để đi đến thành công qua việc giúp nhau lôi kéo được tiềm năng mà Chúa đã ban phát cho mỗi chúng ta. Thì cái Tết Nguyên Đán đó, thế là nhiều ông lại quên mất, nó rất lợi hại trong kỹ năng làm việc với anh em và trong quản trị. Thì ở đây xin đàm thoại một tí thế này. Cái chữ Tết ấy, ở trong tiếng Hán là chữ Tiết, và nó là sản phẩm của văn minh uống nước. Người ta dựa theo mùa màng để người ta tồn tại. Và canh tác trong một năm thì nó chia làm 24 tiết. Và cái tiết quan trọng nhất ấy là khởi đầu cho một cái mùa canh tác gieo trồng. Cho nên là người ta mê tính cho ngày hôm nay. Ở một góc độ khác thì chúng ta có ba cái lịch. Một là lịch mặt trăng, là chúng ta đang nói chuyện của ngày hôm nay. Xong có cái lịch mặt trời, và trái đất nó quay quanh mặt trời 365 ngày chuẩn mực luôn. Đó. Thế thì cái lịch kia là lịch dương. Thì chúng ta lại có cái lịch thứ ba là lịch âm dương. Thì lịch âm dương này nó là kết hợp cái
âm với cái dương. Ví dụ như là lập xuân, lập xuân thì mình lại nghĩ là ngày một Tết đi hái lộc, là ngày hôm nay là lập xuân. Rất tiếc là không phải, mà ngày lập xuân là trồng cái lúa đó ở cái mùa đó, là ở tiết một. Nên các bạn đi hái lộc thì các bạn không nhất thiết phải hái ngày hôm nay, ngày hôm qua, mà cứ nhè ngày dương lịch thì đúng là cái ngày nó là cái tiết để trồng lúa đấy. Đấy, cho nên là mình có ba cái lịch, nhưng mà Tết chính là tiết. Đấy, cái thứ hai là Tết nguyên đán, thì chữ nguyên ấy nó là sự khởi đầu, cái tiết đầu tiên ấy, khởi đầu. Còn chữ đán ấy nó là trọn vẹn, một cái tiết khởi đầu trọn vẹn. Thế từ đó thì Tết nguyên đán ngay từ xuất xứ của nó có một cái hàm ý nghĩa thế này này, đó là một năm mới bội thu và kỳ vọng cho một năm mọi người trở nên tốt đẹp hơn. Cho nên nó là cái nét văn hóa mà cơ sở luận thì người ta lấy dựa trên cái nền văn minh lúa nước, và người ta tính cho cái việc bội thu trong năm đó. Thế bây giờ nó lại công nghiệp hóa, xong nó hết công nghiệp hóa là của 2.0, hiện đại hóa 3.0, bây giờ 4.0, cái gì à? Và nó phá vỡ bức tường thông tin đấy. Thế thì bây giờ nó còn đâu là cái văn hóa của lúa nước nữa để làm cơ sở. Nhưng người ta lại quên một điều, nó là cái yếu tố văn hóa. Rất ít người hiểu cái chữ này, cái bỏ cái Tết này đi. Nhưng mà chắc chắn là quan điểm cá nhân của tôi thì không phải như vậy. Bởi vì tôi nghĩ là có nhiều lăng kính lắm, nhiều cái lợi hại lắm. Thế thì các anh cứ nhìn, tôi chả bao giờ tôi có ý kiến phản pháo cả. Nhưng chắc chắn là không ai lai chuyển được tôi. Bởi vì nhìn ở góc độ kỹ thuật thì phân tích cái vòng quay ấy, của trái đất quanh mặt trời, sau đó đến sự lợi hại của Tết Dương là hội nhập, là đỡ mất thời gian, là để nghỉ le phè, người ta mới nhìn một phía thôi. Đây là cách nhìn của tôi. Còn ở góc độ văn hóa phải hiểu rất rõ rằng văn hóa là cái thứ cái gì cũng mất đi trừ đồng, và nó là công cụ để tồn tại cho một cái xã hội đó. Và tôi nghĩ rằng ấy, nếu bỏ cái đó đi, bỏ Tết âm lịch ấy, thì tại sao không bỏ đấu bò tót của Tây Ban Nha đấy? Sao không bỏ tắm không độ của Nhật Bản đi? Sao không bỏ các thủ tục của các tất cả các dân tộc, mà kể cả thiểu số đi? Đó là cái phương thức người ta tồn tại. Cho nên là nhìn ở lăng kính khác thì không phải thế, cái gì à? Và nó đem lại cái lợi ích lớn hơn nhiều, và cái gì cũng có hai mặt. Tôi chưa kể là trong một chương trình phóng sự của đài truyền hình hỏi tôi cái này, tôi bảo thế tại sao các anh không lập luận rằng bắt tất cả châu Âu đi ăn Tết âm lịch nhỉ? Tại sao nó ảnh hưởng gì đến anh? Anh nào cần ký hợp đồng cứ ký, anh nào giữ cái truyền thống, một cái phương thức tồn tại của dân tộc này ăn vào máu, thế tại sao nó lại ăn vào máu? Thì cái tích cực của Tết nó là thế này. Một, về đời sống tinh thần, nó thể hiện cái giao cảm giữa trời đất, con người. Ở trên trái đất này có đất và có người, giữa trời đất và con người với thần linh. Nó là đời sống tinh thần, đạo Phật, đạo Thiên Chúa Giáo. Nó là một cái thứ niềm tin của hệ giá trị. Anh đụng vào cái thứ đó, người ta vật anh chứ. Đấy là ý nghĩa một của cái Tết. Nó là cái giao thoa, là thứ niềm tin. Ý nghĩa hai, nó là cái ngày mà cái dân tộc này nó quy ước thành máu rồi. Cái dân tộc khác thì anh ăn Noel là chuyện của anh. Anh biết Noel nguồn gốc ở đâu. Cho nên ý nghĩa hai, cái ngày Tết nguyên đán nó đâu phải chỉ cái nguồn gốc là từ lúa, chứ nó lại không phải bây giờ dùng cho cái đó hay là thuở ban đầu. Còn bây giờ nó là cái ngày để đoàn viên gia đình, ngày
để nhớ về cội nguồn, ngày để cảm ơn công lao của tổ tiên, mùng 1 là rũ cha, mùng 2 rũ mẹ và mùng 3 rũ thầy. Trong cái thái độ thuộc yếu tố năng lực ấy, thì linh hồn của linh hồn thái độ mà khác con vật là lòng biết ơn. Và cái dịp này, cái văn hóa này, cái nếp sống này, cái tồn tại của xã hội này là người ta lấy cái ngày này, thế sao lại theo dân tộc khác được, để mà đoàn viên gia đình lại, để nhớ về cội nguồn, để cảm ơn tổ tiên. Mất cái đó là mất làm con người. Đấy là ý nghĩa hài, một cái tâm linh niềm tin. Thế tại sao nước nào nó nhắc đến Chúa? Người ta mê tín à? Chúa là một cái niềm tin các bạn ạ. Thì ở đây cũng vậy thôi. Ý nghĩa số 3 là một cái dịp, một cái cơ hội rất là phần nhân bản, là để người ta bỏ qua cái xấu, loại bỏ sự thất bại, vứt tất cả những tiêu cực của một năm cũ, để đón nhận những cái điều mới mẻ, may mắn của năm mới. Chứ nó không thuần là cái lịch mặt trăng bị sai, rồi vênh, anh là không thích vênh, cứ ký hợp đồng có sao đâu. Cái thứ hai là tại sao mình ký với người ta ở ngày Noel đến Tết, mình cũng bị vênh mà tại sao mình lại khuất phục người ta, tại sao phải ảnh hưởng cái văn hóa. Cho nên ở đây mà đánh giá là bảo thủ rồi cách nhìn, anh nói là quyền của anh, niềm tin của tôi, ý nghĩa của tôi là của tôi. Đó, không thể nào mà thiếu văn hóa đến mức lấy tôi làm chân lý được. Cho nên đấy là ý kiến cá nhân. Và chắc chắn nó tồn tại một cách mặc định, và không phải các cơ quan ban ngành người ta ngây thơ đến mức ấy. Và bây giờ mới lấy một ví dụ là anh Nhật, thầy Minh Trị. Tôi xin nói rằng ấy, tháng 4 Nhật vẫn ăn Tết bình thường, tháng 4 dương lịch. Người ta không bỏ được cái lễ người ta. Nó là văn hóa mà đi. Đằng đấy anh nhìn 1 cộng 1 bằng 2. Đấy là khoa học kỹ thuật. Còn khoa học xã hội ấy, 1 cộng 1 nó bằng 3. Hoặc nó bằng 0,5. Nó là khoa học của con người, của cách nhìn, của quan điểm. Cho nên là sao lại này áp đặt một cách dễ dàng thế. Không dễ thế. Đấy là ý nghĩa số 3. Bỏ qua đi, gột sạch đi. Trong quá trình tiến đến thành công thì không có khái niệm thất bại. Mỗi một thất bại nó là một phương án. Phương án ấy nó chưa tối ưu thì năm mới làm lại, chứ không thủ tiêu phương án, để làm tốt hơn đi đến thành công. Cho nên là một cái dịp để người ta gột nó đi. Bao nhiêu cái gì năm cũ nói sạch, và năm mới đón lấy cái mới với một cái tâm thế thông minh để đến thành công. Ý nghĩa thứ tư ấy, thì trong cái điều kiện hiện đại vượt ra khỏi lũ nước ấy, thì nó chính là một cái kỳ nghỉ của người lao động. Nó cho người ta nghỉ ngơi ngoài cái thể xác ra, đặc biệt là nghỉ ngơi về tinh thần. Trong quản trị người tài, nếu không cho người ta lấy lại cái nhuệ khí thì cái tài bay này, người nào cũng vậy, đặc biệt là người tài nữa. Cho nên nó là dịp nghỉ ngơi, nó là dịp để thư giãn, nó là cái dịp mà người ta đưa nó vào ô quản trị thời gian là ô phần thưởng. Thì anh nước ngoài bọn tôi hướng dẫn tiến sĩ, ngày 25 Noel đóng toàn bộ các mạng xã hội nền tảng, không giao tiếp nữa. Bay ăn chơi đến tận mùng 1 thì tôi hỏi mấy ngày, mà mình nghỉ được 7 ngày thì nó nghỉ cũng thế, nhiều mới ít cái gì. Cho nên ở đây ấy, cái gì nó cũng hai mặt, lấy tổng mặt được trừ tổng mặt xấu mà ra số dương lớn nhất. Ít nhất trong bối cảnh dân tộc này thì cái đó là phương án chọn, và người dân chọn, nó ăn vào máu ấy. Và cái điều đó rất là tốt, không có gì xấu cả. Thì cái ý nghĩa của Tết nó có 4 cái ý nghĩa. Các anh chị đang ngồi ở đây và tôi với các anh chị đang làm một cái việc đó đấy, của một phần cái việc đó. Một, cái niềm tin của giáo khoa. Hai là
là ngày của gia đình. Mình tĩnh tâm lại để biến mình thành người là ngày của biết ơn cha ông tổ tiên cội nguồn và đoàn tụ gia đình. Và ý nghĩa bà nó là cái dịp để bỏ cái xấu và cái tư tư. Mình được quyền thưởng cho mình, nếu không là lăn ra mà chết. Bốn ý nghĩa. Và tôi không hình dung được trong ngần ấy ngày nghỉ của các bạn, các bạn làm được mấy ý nghĩa đó. Tôi nghĩ ý nghĩa một là các anh chị làm tốt. Ý nghĩa hai là phải rất chỉn chu, đứng trước bàn thờ mà lạy. Nó không thuần tí là cái lạy, mà nó làm tâm can mình nhẹ lắm. Người ta đi chùa là để người ta nhẹ người, để người ta học, để người ta sám hối. Chứ thực ra bản chất đi chùa không phải để cầu xin đâu các bạn. Cho nên nó trái với tất cả mọi người, có khi lại còn ném đá. Cho nên ở đây nó là cái sự thanh tịnh tuyệt vời. Còn cái việc mình định cầu đó, là cái việc ấy chúng ta học rồi, phải biến thành hành vi quyết liệt để làm ra nó. Đó. Cho nên là nếu xét theo tính hiện đại, cái Tết âm lịch nó hiện đại lắm. Nó là dịp nghỉ ngơi, nó là dịp để thư giãn, nó là cái dịp để phục hồi lại, không phải thể xác mà cả ý chí. Chứ đâu có mất đi cái tính lại bảo âm lịch là cái anh lạc hậu. Mà rất là dở cho tôi là tôi gần này tuổi, cho nên lại dễ bảo tôi bảo thủ. Nào, cái anh 30 tuổi chưa chắc là hiện đại bằng tôi. Cho nên mình phải nhìn ở góc độ đó, mình mới thấy cái tuyệt vời của cái Tết và ý nghĩa. Và mong mọi người là, lúc đấy tôi nói về con mèo, tôi muốn các bạn học con mèo. Và bây giờ nói về ý nghĩa của Tết, thì tôi muốn các bạn làm sao đạt được cả bốn cái mục tiêu của ý nghĩa Tết thôi. Thì các bạn bay về cái cơ sở làm việc, quay trở về lớp học. Các bạn học, các bạn thấy đầy khí phách của một cái Tết. Nếu cái Tết không đạt được bốn cái điều đó thì e rằng hơi phí. Thế bây giờ là dịp nghỉ ngơi với gia đình, thư giãn, để uống bia uống rượu để mà xả ra chứ. Nhưng mà uống quá thì quá thì cái mục tiêu bốn học. Nếu mà lại đi mang cái chuyện xấu ra giữa ban nhậu ngày mùng một thế này, rỉa dõi nhau, thế là mục tiêu ba học, tha thứ đi. Đó là cái vĩ đại nhất của lòng người. Thế mục tiêu hai là gì? Chắp tay lại các cụ thanh thản đằng sau lưng mình, yêu cầu các cháu nữa cũng phải ăn mặc nghiêm túc, thái độ đàng hoàng. Cho nên lại trên bàn thờ nhớ về tổ tiên, cảm ơn cội nguồn, công lao, hãy làm con người đi. Nhưng đồng thời lại dạy cái đứa cháu đằng sau lưng, dạy đứa con đằng sau lưng. Cái dạy con đấy là vĩ đại nhất ở chỗ đấy. Thế thì không đạt được cái điều đó, thế thôi là bố mẹ phàn nàn, rồi là xáo xạo. Thế là mục tiêu hài hỏng. Thế các bạn bảo tôi đang hỏi, thế đấy là ý kiến. Thế là mình mới dồn cái sức vào, mình làm cái đó un lòng nó thanh thản, để bắt đầu sau Tết là làm nó hàng ngày cả một năm. Đấy thì bạn bè sau Tết là một khí thế mới, còn cái năm trước thì bỏ nó đi. Cuối cùng xin có vần thơ xin tầm thể hiện tấm lòng của trường và của tôi gửi đến các quý vị và gia đình. Cầu chúc tất cả cứ tươi cười, xin mừng Tết gặp niềm vui mới, thịnh vượng an khang hết mọi người, phúc lộc tân niên niềm hạnh phúc, chan hòa quyến thuộc bạn bè ơi, tưng bừng rộn rã mừng xuân tới, nụ cười phơi phới xuân tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và gia quyến, xin cảm ơn, chúc mừng năm mới, xin kính chào. Trường Doanh Nhân PR.